Hello, mưa nắng Tây Nguyên. Xin chào các bạn đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam nha. Các bạn ơi, hôm nay mưa nắng Tây Nguyên đi hái tiêu thê đây. Nay mình cùng các bạn ở Tây Nguyên này đi hái tiêu thê cho nhà bà chủ này các bạn. Mình sẽ quay sơ qua cây tiêu cho các bạn xem này, sai thưa này các bạn. Giờ là vào mùa tiêu đấy các bạn. Các bạn ơi, giờ là vào mùa lượm tiền của bà con ở Tây Nguyên đấy các bạn. Hết mùa cà phê rồi nhé các bạn nhé. Hết mùa cà phê rồi. Mai mốt mình sẽ quay cho các bạn xem mùa cà phê hoa nó nở, hoa cà phê nó nở như nào. Đẹp lắm, thích lắm. Còn bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem đây này. Điều chín này các bạn này. Điều này chín rồi đấy. Mình sẽ quay cho các bạn xem cách người ta hái tiêu như nào nhá. Con chào ai nữa? Con chào các chú các cô. Mình chào ai? Nhìn vào đây này con. Hôm nay con theo bà con. Con đứng yên con. Đi hái tiêu thuê cho nhà bà bên cạnh. Gần nhà bà con. Mà đi hái tiêu thuê mà có loa bên nhà gạch cái này xuống gạch cái này. Các bạn này. Đấy. Đấy. Các bạn mà nghe thấy tiếng đài hát này là không phải là mình thu ở đâu nhé, mà là nhà bên xuống gạch này này. Bên xuống người ta làm gạch, người ta mở loa đấy các bạn. Đấy, bên xuống người ta làm gạch này. Các bác ở bên làm gạch, các bác mở đại nữa. Đây các bạn thấy các bác ở Tây Nguyên, các bạn ở Tây Nguyên đi hái tiêu có giỏi không này? Trèo có giỏi không này? Trèo cao mấy mét đây? Đấy các bạn thấy à? Đấy các bạn thấy người ta trèo cao thế này này các bạn ơi. Đây các cô, các anh ấy trèo cây tiêu cao thế này này. Cái tiêu này cao mấy mét hả bà chú ơi? Cái tiêu cao 4 mét mà có khi người ta ngồi trên ngọn cái cả đây. Cái chú áo xanh à? Ông chú. À. Dưới Vũ An là cây cao hơn hả? Vũ An là phải 6 mét thôi. Thế hả? À. Cao quá nhỉ? Để cao thế mà trèo thì mệt lắm. Đấy các bạn ơi này, xem cái tiêu nó cao này. Đấy, mà người ta trèo kinh chưa? Ông chủ ơi! Hôm nay lắm cô hái tiêu vui này thì thích lắm nhỉ ông chủ nhỉ? Vui nhỉ? Toàn có mỗi mình anh đẹp trai này mà toàn cô... Cao quá. Đây các bạn ơi, các bạn thấy đây này, Tây Nguyên của mình họ đi hái tiêu này. Mùa này là mùa lượm tiền ấy này, thu của về này các bạn ơi, thu tiền về này các bạn này. Mùa đồng bào ở Tây Nguyên này các bạn, hết mùa cà phê rồi đến mùa tiêu. Ở Tây Nguyên mình là kênh của mình là kênh cuộc sống muôn màu mà các bạn, mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Loại gì cũng có, cái gì cũng có. Giờ là hết mùa cà phê đến mùa hái tiêu nhé các bạn ơi. Đây trèo cao thế này này các bạn. Rớt vót tọt vọt lên các bạn. Đây đây này, tiêu sai thế này này các bạn này. Đấy, đây này tay hái này các bạn này. Chỉ quay cái tay thế thôi, không quay mặt đấy.
Đấy, các bạn thấy hay tiêu có vui không? Có thích không? Thế thì lên đây. Đấy. Cô đang hái, cô đi hái tiêu, cô đang nói là các bạn nào thích hái thì về Tây Nguyên mình mà hái tiêu này các bạn này. Rất là nhẹ nhàng, chỉ tội mà phải biết trèo cao một tí. Bạn nào mà không sợ độ cao thì... thì về Tây Nguyên mình vừa là tham quan du lịch, vừa là hái tiêu có tiền nha các bạn ơi. Ngày 300, ngày 250 à, hay 300? 250. 300 thì mày, 300 thì mày. Đấy các bạn ạ, đây này, đây này. Mình cũng đi hái thuê đấy nhưng mà mình chưa có người người quay. Nên là mình phải quay đã xong rồi tí nữa mình mới hái được các bạn. Đấy. Đây các bạn ơi, đây cô chủ đây này. Đây. Cái cô này thì nhỏ nhắn người, rất là đẹp, rất là xinh. Nhỏ bé nhưng mà vườn nào là cô ấy là chủ hết đấy. Bây giờ mình quay cho các bạn vườn đậu ngự này, vườn ngò này, vườn hành này, vườn cấy dưa này, vườn su su này. Giờ lại đến dưới đến giờ đến vườn vườn tiêu, cũng là của nhà cô ấy tất, cũng là chủ tất đấy các bạn. Cô ấy mấy hectare đất kìa mà. Hectare tiêu này, hectare hành này, hectare cái gì ngò này, hết nửa hectare cải dưa, nửa hectare cái gì nữa đấy, su su. Đấy, cô ấy hái nhanh lắm các bạn ơi. Đây, đây cách người ta hái tiêu nhá, mình quay cho các bạn xem cách người ta hái tiêu ở Tây Nguyên đấy. Cái này là cứ rứt cà chùm chứ hả cô? Rứt cà chùm này. Cô thử đây này, cô thử hái cái cành này. Cô hái cái cành này chậm chậm xem nào. Đấy. Người ta cứ rứt cà chùm thế thôi đấy các bạn. Lá thì nó vào nó mắc vào bao nhiêu thì nó mắc thôi. Còn các bạn mà đi hay khoán các bạn tuốt ráo vào cổng cả cây cũng được. Chứ rằng mai các bạn nghỉ luôn. Đấy. Hái nhẹ nhàng nhầy. Thế rồi phải trèo cao một tí thôi. Mình thì đi hái thuê nhưng mà mình sợ độ cao nên mình chỉ đứng ở dưới cho các bạn thôi. Con hái cho bà nhé. Con hái đi. Đây em bé hái đi kìa. Em bé bỏ cái que cái xuống kìa. Đấy em bé cầm đây rứt. Đúng rồi. Cứ thế thả tay. Đấy đi nhẹ nhàng em bé hái được cái này các bạn này. Cái hái kia này, cái hái nhanh đó. Đây cái cây này, cái cây họ đang hái này nó sai trồng đống trong nhau mà cao quá mình. Đấy, đây này các bạn này, sai. Đây, dân Tây Nguyên bữa nay đi lượm tiền ấy, người đồng bào Tây Nguyên ở đây là đi lượm tiền. Thì mình ở Tây Nguyên này là thành đồng bào Tây Nguyên đấy. Hái nhanh thế đấy. Hái chuyên nghiệp. Hái tiêu thì nó nhẹ hơn hái cà phê nhờ. Mỗi cái là trèo cao quá. Đấy, em bé hai một tuổi rưỡi đi hái tiêu thuê này. Là tối mới anh được cái chậu mút. Đấy. Tiêu thì có mà lôi mắt. Đấy, ý thì cũng hay ném được bạc. Giờ người ta đâu có thích con trai nữa đâu mà. Giờ chỉ có con gái thôi. Xem trong phim đấy, cái thằng đóng phim nó nói là con đẻ
Một cô con gái thì con để cho vợ con ở với nhà con, còn nếu mà đẻ con trai là con đuổi về. Thế hỏi em sao bố đấy, tại vì bây giờ con gái nó cầm quyền hết rồi. Con gái nó cho tiền mẹ nó được, nhưng con trai thì là phải giấu mới cho được. Còn mẹ mà, thì đúng thế thật mà, giờ thời đại lộn ngược mà. Mấy chục năm về trước ấy, vì ra đường thì con trai mà còn đùi, chứ bây giờ ra con gái còn đùi không. Đây các bạn ơi, cái lá tiêu này nó màu vàng này là về mùa hái rồi, là nó già đi đấy các bạn. Hái xong mai mốt nó mới nảy lá mới lên cơ. Người ta hái xong hết xong đâu người ta phân và tưới, bắt đầu nó mới nảy lá mới với lại đi. Lại bắt đầu nó lại mới lại từ đầu, chứ còn bây giờ là nó chín tiêu rồi là lá nó vàng đấy. Chứ mấy lá nó bị bệnh hay làm sao đâu các bạn. Đấy, các bạn ơi, mưa nắng Tây Nguyên nó truyền tải cận cảnh cho các bạn xem cách người ta hái tiêu ở Tây Nguyên như nào rồi nhá, người ta trèo thế nào rồi nhá, cách hái như nào rồi các bạn ơi. Người ta cứ hái như vậy rồi đầy bạt nặng, khi nào người ta không lôi được nữa thì người ta xúc vào bao đó các bạn, để trèo leo cao thế đấy. Đấy, video của mình đến đây là đã tạm dừng nhá các bạn nhá. Xin chào các bạn nhé, các bạn thấy video này hay, các bạn cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký giùm mình nhé các bạn nhé. Mưa nắng Tây Nguyên xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nhé. Hai em bé đang hái ngư gốc.